Sau 6 tháng với nhiều vòng thi gay cấn, Model Kit Việt Nam mùa 2 năm 2019 sẽ khép lại với đêm chung kết vào ngày 30 tháng 11 tới đây tại Hà Nội để tôn vinh những gương mặt xuất sắc nhất. Chương trình là sân chơi dành cho các bạn nhí từ 3 đến 15 tuổi, được xây dựng theo format chương trình truyền hình thực tế, lồng ghép ngôn ngữ điện ảnh và truyền hình vào cuộc thi biểu diễn thời trang cho tất cả các bạn nhỏ. Qua đó giúp cho các bé có tư duy và phát triển ở nhiều chuyên ngành nghệ thuật khác nhau, phát triển và khám phá ra các thế mạnh cũng như tố chất năng khiếu, sở trường của từng bé. Sau chương trình, các thí sinh còn được tham gia biểu diễn thường xuyên trong nhiều dự án nghệ thuật cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Đêm chung kết, ban tổ chức sẽ trao các giải quán quân, giải nhì, giải ba, giải triển vọng, giải đặc biệt và nhiều giải phụ khác. Những thông tin quốc tế sẽ tiếp nối chuyên mục văn hóa 24/7. Cảnh sát Hàn Quốc vừa thông báo tìm thấy một mảnh giấy được cho là thư tuyệt mệnh của Gohara.